Ô, siêu phẩm máy cày các bạn ơi, lên dốc nè. Wow, lon lon lon, siêu phẩm. Wow, bò lên lộ, bò lên lộ các bạn. Rồi dính xe rồi. Ôi, nó chở dưới ta. Má ơi, chở 100, cỡ 100 bao có các bạn. Rồi bò lên lộ nè. Lên. Cầm á, xe chạy ở ngoài chạy. Mạnh thiệt chứ. Ồ, con này MF 188 các bạn ơi. Dòng mới nha. Nhà mới thấy lần đầu luôn á. Ồ, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Wow. Má ơi, chở cái trăm bao lúa. Trời ơi, siêu phẩm máy cài. Dữ vậy. Lần đầu tiên gặp luôn các bạn, MF 188. Nó chở cái trăm bao lúa ha. Cái con này là cỡ 75 mã lực đó các bạn, mà nó có hai cầu. Nó đang cắt đồng xung quanh đây nè. Nó còn bao lúa rải rác phía dưới á. Bạn thấy không, khung cảnh nó cày xứ Tây Ninh đó. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.